Trong video lần trước thì mình đã có giới thiệu với các bạn ba chiếc bàn phím ngon nhất trong phân khúc giá 500.000 rồi, và như đã hứa thì trong video này mình sẽ lên tiếp cho các bạn ba chiếc tai nghe gaming quốc dân ngon nhất trong phân khúc giá dưới 1 triệu. Và mình sẽ lựa chọn ba em đến từ ba thương hiệu khác nhau và mức giá của nó cũng sẽ trải dài để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Và không dài dòng nữa, mình cùng bắt đầu video nhé. Ok, đầu tiên thì chúng mình sẽ bắt đầu với em tai nghe có giá rẻ nhất. Trước đây em này thì sẽ có giá rất là phải chăng, nhẹ nhàng và vừa túi tiền của các bạn học sinh sinh viên. Giá của em nó thì khoảng đâu đó tầm 300.000 hơn một xíu thôi. Em này sẽ đến từ cái thương hiệu đó là Zili. Em này sẽ có tên là Zili FH11L nha. Thiết kế của em này khá là thanh lịch, khung được làm bằng thép cực kỳ chắc chắn. Em này sẽ có băng đô đệm mềm trùm đầu có thể tự động điều chỉnh để vừa khít với đầu của các bạn. Mình thấy em này được thiết kế theo dạng on-ear cực kỳ gọn nhẹ luôn. Cái phần chụp tai thì sẽ có phần đệm tai khá là mềm và êm. Vòng chụp tai thì cũng có thể tùy chỉnh để các bạn có thể thoải mái nhất khi mà đeo. Các anh em nào mà thích sự rực rỡ sắc màu thì em này cũng có cả LED RGB trên cái chụp tai luôn. Với giá chỉ khoảng 300.000 thì mình thấy là cái chất lượng build của em này là cực kỳ tốt so với cái tầm giá, dùng về lâu vần dài thì vẫn rất là ok. Và với những chiếc tai nghe gaming như thế này thì các bạn sẽ rất là quan tâm về cái chất âm mà em nó cho ra như thế nào, đúng không? Thì các bạn rất là yên tâm, tại vì em này thì sẽ ngon cả phần nghe lẫn phần nhìn luôn. Em tai nghe này thì đạt tiêu chuẩn âm vòm là 7.1, độ nhạy và tần số phản hồi đều rất là tốt, nên là cái âm thanh mà em này cho ra cực kỳ là ổn. Các bạn có thể nghe rất là rõ và chân thực kể cả tiếng bước chân của kẻ địch luôn đó. Và ngoài ra thì em nó còn có cả cái bộ truyền động âm thanh có đường kính là 50mm, nên là cái độ chính xác âm thanh mà các bạn nghe sẽ rất là cao. Mình thấy là em này cực kỳ phù hợp cho các anh em game thủ và những người phải sử dụng tai nghe trong một cái thời gian rất là dài. Và về cái phần kết nối thì em này sẽ sử dụng đầu cắm là USB Type-C, nên là mình thấy em nó sẽ có khả năng tương thích với khá là nhiều thiết bị để các bạn có thể cắm tai nghe vào và sử dụng. Và với em tai nghe tiếp theo thì sẽ có giá khoảng đâu đó 800.000. Thì đây là một cái mức giá không quá đắt và cũng không quá rẻ, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một cái tai nghe đến từ một cái thương hiệu khá là uy tín và rất là nổi tiếng với anh em game thủ, đó là nhà Deju. Và em này sẽ có mã là Deju EH925 nha. Em này là một em tai nghe over ear được thiết kế theo dạng gaming, và phần chụp tai thì mình thấy là cũng sẽ to hơn so với những em tai nghe khác. Đặc biệt em này sẽ có cả LED nhấp nháy trên cái phần chụp tai, đúng chuẩn gaming luôn. Vòng đầu của em này được build khá là chắc chắn, chất liệu là thép không rỉ. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có bọc da nên là khi mà các bạn đeo vào đầu sẽ rất là êm nha. Điểm cộng lớn đó là các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh để vừa với kích thước đầu của các bạn luôn. Và đương nhiên không thể thiếu cho các anh em game thủ đó là cái phần micro ở dưới này. Thì các bạn có thể mở ra và gặp lại rất là dễ dàng nếu mà các bạn không dùng đến. Và ngoài ra thì em nó còn có cả cái bộ điều khiển âm lượng, nè, đèn LED và cả mic ở đây để các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh trong quá trình mà các bạn sử dụng. Về cảm giác khi mà đeo em này thì mình thấy là cực kỳ là êm luôn nha. Cái phần đệm tai mềm và êm nên là sẽ giúp các anh em game thủ cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái, kể cả khi là các bạn có đeo em nó trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Và ngoài ra thì chất liệu da cũng khá là xịn, là các bạn có thể yên tâm là khi mà các bạn dùng về lâu về dài thì nó cũng sẽ không có bị bong tróc. Về chất âm mà em này cho ra thì mình đánh giá khá là tốt nha. Âm thanh khá là sống động và chân thực. Đặc biệt khi mà đeo em này thì các bạn có thể nghe cực kỳ là rõ những cái chuyển động trong game luôn. Và em này thì cũng sẽ được trang bị giải bass khá là căng, nên là nó sẽ cực kỳ phù hợp cho các anh em nào mà thích kiểu nghe nhạc EDM sôi động sập sình rồi đó. Thì khi các bạn đeo con tai nghe này vào thì nghe sẽ rất là đã. Và về cái việc chơi game thì mình nghĩ là em này được trang bị cái công nghệ giải lập âm thanh 7.1, nên là cũng sẽ đáp ứng khá là tốt cho các bạn. Cụ thể là những cái game FPS thì các bạn đeo con tai nghe này vào, các bạn có thể nghe rất là rõ cái tiếng bước chân của địch luôn. Về phần kết nối thì em này sẽ dùng đầu cắm là USB Type-A, và cái dây của em này sẽ dài 2m nên là nó sẽ không có bị vướng trong quá trình mà các bạn sử dụng. Và ngoài ra thì dây còn được bọc dù nữa, nên là dùng về lâu về dài này nó cũng sẽ rất là bền nha. Ok, đến với chiếc tai nghe cuối cùng, và em này cũng sẽ có giá đắt nhất trong ba chiếc tai nghe mà mình giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và mình nghĩ là em nó đắt một phần là vì thương hiệu, đến từ một cái thương hiệu khá là nổi tiếng, đó là Kose. Em này là Kose HS35 phiên bản stereo carbon nha. Em này cũng là dòng tai nghe over ear rất là gọn nhẹ. Thiết kế của em này thì nhìn sẽ không có quá hầm hố như hai sản phẩm trước mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Thiết kế của em thì sẽ đơn giản hơn, thanh lịch hơn, và nó cũng sẽ không có LED luôn, nên là rất là phù hợp cho các bạn mà thích sự tối giản thôi. Em này thì mình thấy là có khá là nhiều điểm khác biệt so với các mẫu tai nghe gaming, đặc biệt là cái phần chụp tai và headband đều được bọc bằng vải chứ không phải là da như bình thường. Cái phần đệm ở trên thì cũng được bọc bằng vải luôn nha.
Chính vì vậy là khi mà đeo em tai nghe này thì nó sẽ rất là êm và mềm, nên là khi mà các bạn đeo lâu thì cũng sẽ không có bị khó chịu. Tuy nhiên cái nhược điểm của cái chất liệu này đó là nó sẽ hơi bám mồ hôi một xíu. Cái em Cose này thì cũng sẽ có đầy đủ cả micro nè, hệ thống điều khiển âm thanh để các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh hơn. Đặc biệt đó là micro của em này có thể tháo rời để tiện cho các bạn trong quá trình mà các bạn sử dụng. Tuy là không có công nghệ âm thanh vòm nhưng mà em này sẽ sử dụng cặp loa bán kính là 50mm nên là có thể thu được mọi âm thanh. Các bạn có thể nghe cực kỳ là rõ ràng. Và em này thì sẽ có tính ứng dụng khá là cao, tại vì em nó sẽ dùng đầu cắm là jack 3.5 nên là các bạn có thể kết nối em nó với rất là nhiều những cái thiết bị khác nhau để các bạn có thể sử dụng. Nói tóm lại, tuy có những cái nhược điểm về chất âm nhưng mà mình đánh giá thì em này vẫn rất là đáng mua cho một chiếc tai nghe trong khung giá khoảng 900.000. Tại vì sao? Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Cose. Cộng thêm là như các bạn nghe đã cái tên thì các bạn cũng hiểu đúng không? Em này được làm từ chất liệu là carbon, cộng thêm là được bọc vải nữa, nên là khi mà chúng ta đeo thì nó sẽ rất là gọn nhẹ luôn. Và nói chung là em này sẽ cực kỳ phù hợp cho các bạn nào mà phải đeo tai nghe trong một cái khoảng thời gian rất là dài, thì khi đeo em này thì cảm giác nó sẽ rất là dễ chịu và không có bị khó chịu gì hết. Và đó cũng là ba chiếc tai nghe trong phân khúc giá 1 triệu mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Mình đánh giá là nó cực kỳ ngon cho các bạn. Và cái phân khúc giá thì mình cũng đã trải dài từ khoảng 300.000 cho đến dưới 1 triệu để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Và toàn bộ đường link của ba sản phẩm này thì mình sẽ để ở cái phần mô tả để các bạn có thể nhấn vào và tham khảo nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo ủng hộ video tiếp theo của tụi mình. Bây giờ thì bye bye.